Vâng, hello, chào tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày 15 tháng 7. Thì bây giờ thì em cũng đang ở bên trong cái chỗ mà sắp ghế đây mọi người. Đây, đây là cái chỗ mà mọi người thấy không? Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn này. Tất cả bà con có cúng dường, cơm chay hay là có những cái chai nước. Đây, thì tất cả mọi người sẽ được để ở đây. Đó, đây là một điều rất là tuyệt vời để cho tất cả mọi người sẽ được thấy những hình ảnh này. Đây, nước này. Đó, mọi người thấy không? Hàng ghế ở đây xếp hàng biết bao nhiêu cái ghế để chuẩn bị cho bà con Phật tử. Nên là khi mà thầy đã đi ra phía ngoài xong thì bà con hãy quay trở lại hàng ghế này và ngồi ở đây và đợi thầy sẽ quay trở lại. Đó, nên để cho mọi người thấy những hình ảnh rất là đẹp vào buổi sáng ngày hôm nay nhé. Đó, thầy thì sẽ bước ra. Còn ở đây là cái khu vực mà mọi người thấy là sẽ có cơm, trái cây này, có nước suối này, đó, bánh này, đó, tất cả mọi người thấy không? Là bà con cúng dường cái lòng tốt của mọi người. Rồi, chào em nhá. Rồi, ok. Đó, thì mọi người thấy những hình ảnh rất là đẹp. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng chuẩn bị cho bà con này. Đó, mọi người thấy không? Đây là cái tấm lòng của mọi người từ củ khoai, hay là từ những hộp cơm, từ những món rất là nhỏ. Bởi vì là để cho mọi người thấy những hình ảnh rất là đẹp. À, để cho mọi người thấy này. Nay bây giờ thì anh em bên hỗ trợ cho thầy cũng đang đi phát áo mưa đây. Bà con ai không có áo mưa thì có thể là sẽ nhận áo mưa nhé. Chỉ có áo mưa thì nói câu nghe. Qua cũng có cô nào có ai cần áo mưa ở đây là có ai cần áo mưa không? Đây là phát tâm từ đó, đây là mọi người thấy, đây là bà con ở đây, anh em bên thầy cũng đang đi hỗ trợ này. Ai không có áo mưa thì sẽ phát áo mưa nhé. Hôm nay trời mưa rất là to nên là bà con ai không có áo mưa thì anh em sẽ hỗ trợ phát áo mưa nhé. Đây anh ơi. Phát áo mưa cho bà con. À cho bên này một cái áo mưa nữa. À anh đi bên nguyên bên này hộ em. Phát bên này một cái áo mưa nữa. Bên này. Đó nha anh chị, dạ được rồi. Đây. Mọi người thấy trời mưa, bây giờ tắt đèn này. Hầu như là không thấy đường nữa luôn mọi người. Bây giờ hầu như là không có thấy đường nữa mọi người ạ. Nhưng mà em vẫn cho mọi người thấy được hình ảnh bà con đứng trong mưa luôn. Bởi vì ngày hôm nay thì mọi người thấy rằng là trời mưa rất là to. Đó, anh em sẽ hỗ trợ nhá. Hỗ trợ phát áo mưa, bây giờ không có thấy đường nữa mọi người ạ. Bây giờ trời chưa sáng. Em người thấy không? Trời đang tối thui. Trời tắt đèn này. Trời chưa sáng hẳn nữa. Mưa quá giờ không có bà con này, anh chưa có áo mưa thì phát áo mưa này. Trời vẫn giờ vẫn còn chưa sáng mọi người nhá. Đó, trời vẫn còn chưa sáng này nên là mọi người có thể thấy rằng là đoạn đường ở đây là mọi người là thấy rồi, tối thui không có thấy đường luôn mọi người. Đây, trời mưa. Mọi người thấy rằng là trời ngày hôm nay là bây giờ mọi người thấy là đi trong mưa luôn. Có xe trời mưa nhưng bà con vẫn đứng hai hàng nhé, mọi người không có chen lấn nhé. Bà con tí nữa thầy đi ra là tuyệt đối không có người nhé. Thầy anh Thìn, anh Thìn cũng đang đi ra ngoài mọi người ạ, để hỗ trợ với bà con là sẽ làm sao khi mà thầy bước ra ấy.
em ở trên, em ở trên, anh em mình lên, em ở trên, anh em. Anh Thìn cũng đang đi hỗ trợ mọi người nhé. Đấy là dưới đây không biết tuyên truyền gì nữa nè. Rồi nói chỗ đây anh hồi nãy giờ chỗ đây ít nói nè. Mọi người đứng à, anh Thìn nhắc nhở bà con. Anh Thìn đã nhắc nhở bà con nhé, đứng gọn vàng, đứng gọn vào đó. Dạ dạ. Mọi người không phát trực tiếp nhá. Đó. Bà con là đứng gọn gàng nhé. Anh Thìn cũng đi nhắc một lượt này. Bà con thì cũng nên đứng gọn và không nên ùa ra ngoài đường. Đó, anh Thìn này cũng đi nhắc nhở bà con. Đó, đây mọi người. Đây, ở đây là tận ngoài ngã ba mọi người nhé. Bà con cũng nên có ý thức. Bà con có ý thức nhé. Bởi vì sáng nay thì bây giờ mọi người thấy rằng là trời mưa. Trời mưa, bà con thì nên đứng có ý thức. Đứng hết vào hai bên đường, không có. Mọi người không có xô và chen lấn ra bên ngoài. Bởi vì anh Thìn cũng vừa đi nhắc nhở tất cả bà con rồi. Đó, dù trời mưa nhưng tất cả mọi người có ý thức nhé. Mọi người đứng hết sang hai bên đường. Mọi người thì không có xô lấn chen đẩy. Bởi vì anh Thìn cũng vừa đi nhắc nhở và tất cả mọi người thì cũng nên đứng hết ở hai bên. Trời chưa sáng mọi người chứ chả thấy đâu. Đó mọi người thấy không? Trời mưa này. Nói chung là bây giờ chưa thấy ai, chưa thấy. Bà con đứng hết hai bên đường mọi người thấy không? Đường rất là đẹp. Và thầy sẽ bước ra, nếu như mọi người tất cả mọi người đều có ý thức như vậy thì ngày nào thầy cũng sẽ đi khất thực. Và bà con ai cũng sẽ được nhìn thấy hết đó. Đây mọi người thấy không? Hình ảnh đẹp không? Đó. Đây. Trời chưa sáng nhé, nhờ bà con có ý thức, tất cả mọi người đều có ý thức. Mỗi người chúng ta hãy có ý thức một chút, đứng gọn sang hai bên đường. Và không có, đừng có xô đẩy. Khi thầy đi qua cũng không có nhào ra mọi người nhé. Và đứng im ở vị trí đó và quay trở lại công ty. Thì ai cũng sẽ được gặp thầy. Đó, mọi người thấy không? Em lên trên, em lên trên coi cho mọi người xem. Chúng ta tôn trọng lực lượng an ninh, chính quyền địa phương, quy định của địa phương về trật tự an toàn. Tất cả mọi người đứng như hình ảnh đẹp như vậy nhé. Mọi người không có, đừng có chen ra ngoài đường nhé, đừng có lấn ra ngoài đường nhé. Bà con thì đứng hai bên. Mọi người thấy trời mưa, bây giờ trời chưa sáng đâu, nhưng mà tất cả mọi người đều có ý thức. Có thể có những buổi tất cực bộ hành một cách an toàn và diễn ra trong thôn trẻ. Tất cả mọi hành động của mọi người cũng như có những hành động phản cảm, cơ quan chức năng họ sẽ xử lý. Đây là cái mà cơ quan chức năng họ đã phổ biến rất là rõ ràng. Rất mong chú các anh chị hợp tác để có những buổi. Đó, mọi người thấy đây là hình ảnh mới nhất buổi sáng ngày hôm nay diễn ra trong an toàn. Cảm ơn tất cả các bác các anh chị. Trời chưa sáng hẳn đâu nhưng bà con đứng rất là đông, mọi người đứng rất là ngăn nắp. Nếu như mà mọi người vẫn có ý thức như vậy thì ngày nào thầy cũng sẽ đi cất thực hết mọi người. Mọi người thấy không? Tất cả mọi người đều có ý thức như vậy thì ngày nào thầy cũng sẽ đi cất thực mọi người nhé. Sau khi sư Minh Tuệ đi qua, chúng ta quay lại bên trước công ty cà phê của anh Tuấn. Bên đó đã có ghế chuẩn bị sẵn cho tất cả các bác anh chị, các quý bà con. Để các bác anh chị chờ thầy ở đó, thầy sẽ quay lại. Và
Vương Anh Tuệ đi qua là qua tất cả các vị trí. Cho nên chúng ta không che lấn, không thủ những cái đồ ở bên trong người để cúng dường. Chúng ta lưu ý những vấn đề đó. Chúng ta lưu ý là quy định của cơ quan chức năng, chúng ta còn tôn trọng cái tình hình an ninh trật tự địa phương. Để Vương Anh Tuệ không chỉ có một buổi khất thực bộ hành mà sẽ còn nhiều buổi diễn ra trong xuân sẻ. Rất mong cô bác anh chị hợp tác. Thời điểm này thì do điều kiện thời tiết, Vương Anh Tuệ sẽ xuất hiện một chút. Rất mong mọi người đứng giãn vào hai vị trí ở hai bên, nhìn vị trí của mình. Nghe rồi. Và hợp tác hỗ trợ cùng các anh em. Không về vậy. Vâng, hello, chào tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày 15 tháng 7. Thì bây giờ thì em cũng đang ở bên trong cái chỗ mà sắp ghế này mọi người. Đây, đây là cái chỗ mà mọi người thấy không? Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn này. Tất cả bà con có cúng giường cơm chay hay là có những cái chai nước. Đây, thì tất cả mọi người sẽ được để ở đây. Đó, đây là một điều rất là tuyệt vời để cho tất cả mọi người sẽ được thấy những hình ảnh này. Đây, nước này. Đó, mọi người thấy không, hàng ghế ở đây xếp hàng biết bao nhiêu cái ghế để chuẩn bị cho bà con Phật tử. Nên là khi mà thầy đã đi ra phía ngoài xong thì bà con hãy quay trở lại hàng ghế này và ngồi ở đây và đợi thầy sẽ quay trở lại. Đó, để cho mọi người thấy những hình ảnh rất là đẹp vào buổi sáng ngày hôm nay nhé. Đó, thầy thì sẽ bước ra. Còn ở đây là cái khu vực mà mọi người thấy là sẽ có cơm, trái cây này, có nước suối này, đó, bánh này. Đó, tất cả mọi người thấy không, là bà con cúng dường cái lòng tốt của mọi người. Rồi, chào em nhá. Rồi, ok. Đó, thì mọi người thấy những hình ảnh rất là đẹp. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng chuẩn bị cho bà con này. Đó, mọi người thấy không? Đây là cái tấm lòng của mọi người từ củ khoai hay là từ những hộp cơm, từ những cái món rất là nhỏ. Bởi vì là để cho mọi người thấy những hình ảnh rất là đẹp vào buổi sáng ngày hôm nay này. Dù trời mưa gió, nhưng tất cả mọi người vẫn đang hỗ trợ để có ghế ngồi. Hỗ trợ cho tất cả bà con ở đây thì đều có Phật tử thì có chỗ ghế ngồi ở đây. Thì cũng mong khi mà thầy bước ra thì bà con Phật tử sẽ quay trở lại ngồi những cái hàng ghế này, mọi người thấy không? Đó, ngồi những hàng ghế này để gọi là chờ thầy sẽ quay lại và sẽ thọ thực ở bên trong này. Thì lúc đó bà con ai sẽ gặp được thầy hết mọi người. Đó, ai sẽ gặp được hết mọi người nhá. Đó, thì mọi người thấy rằng là ngày hôm nay thì bà con đến rất là đông. Đó, ở đây thì cũng chuẩn bị này, xôi chay này. Đó, mọi người đều đến đem đồ đến cúng dường cho thầy. Những cái hàng ghế, mọi người thấy không? Dù trời mưa gió nhá, như anh em ở đây thì em phải nói mọi người là em phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả anh em ở bà con ở tại là hiện tại thì thầy đang ở thôn 6 xã Gia Tô, huyện Ea Grai, tỉnh Gia Lai. Thì hôm nay cũng phải cảm ơn tất cả, thứ nhất là phải tự nhờ về đội an ninh. Đó, các chú công an địa phương ở xã Gia Tô cũng như là bà con ở đây cũng ý thức, rồi là anh em hỗ trợ cho thầy đi khất thực buổi sáng ngày hôm nay. Gửi lời một cảm ơn đến tất cả mọi người. Thì tất cả mọi người hãy có ý thức và khi thầy bước đi ra ngoài đi khất thực thì bà con hãy quay trở lại những hàng ghế này và ngồi ở đây thì chắc chắn rằng là ai cũng sẽ gặp được, ai cũng sẽ nhìn thấy thầy thôi. Thì mọi người có ý thức, tất cả mọi người có ý thức thì sẽ được gặp thầy. Đó, nên là để cho mọi người sẽ thấy được hình ảnh đẹp mọi người nhé. Mong muốn rằng là truyền tải đến tất cả mọi người những hình ảnh đẹp nhất để làm sao khi tất cả mọi người thấy thầy, thầy sẽ bước ra rồi là bà con sẽ đến ở cái hàng ghế này để ngồi. Đó, và không có chen chúc xô đẩy ở đây. Bởi vì khi mọi người mà chen lấn xô đẩy như vậy thì thầy sẽ không có đi khất thực đâu. Thì hôm nay thì cũng để cho mọi người thấy thì bà con ấy thì đem những cái đồ cúng giường đồ cơm chay á thì mọi người cũng đem lên đây để gọi là tí nữa bà con sẽ ngồi ở đây. Đó, thì mọi người thấy không, dù trời mưa to nhá nhưng mà bà con vẫn sắp ghế ở đây. Đó, em cũng phải cảm ơn lại một lần nữa đến tất cả anh em nhá. Đó.